album Những Gì Còn Lại lần này được kết hợp những bài hát mới và những bài hát nhạc ngoại quốc lời Việt lần đầu tiên được phổ biến tại Việt Nam. Với album lần này sẽ cập nhật được cách nghe nhạc mới hơn, mang một cái tinh thần trẻ trung hơn. Chuyện thay chỉ nhớ. Sau 2 năm chuẩn bị, ca sĩ Quang Dũng vừa chính thức giới thiệu album mới nhất của mình mang tên Những Gì Còn Lại bằng buổi ra mắt với giới truyền thông vào ngày 15 tháng 10 vừa qua. Vẫn trung thành với sở trường là nhạc trữ tình, sâu lắng, ca sĩ Quang Dũng đã hát 11 ca khúc trong album bằng trải nghiệm của chính mình về những hoài niệm đẹp đẽ của tình yêu, tình bạn, về cuộc sống và những trăn trở của một người đàn ông trưởng thành. Trước khi album được ra mắt, ca sĩ Quang Dũng đã kịp giới thiệu hai MV là Chợt Nhớ của nhạc sĩ Nhật Trung và đặc biệt là ca khúc Đời Có Bao Nhiêu Ngày Vui của nhạc sĩ trẻ Châu Đăng Khoa đã gây được tiếng vang lớn ngay khi vừa ra mắt. Thì trong album này thì Khoa có đóng góp một ca khúc viết riêng cho anh Dũng, đó là ca khúc Đời Có Bao Nhiêu Ngày Vui, đã nhận được sự ủng hộ của khán giả nghe nhạc. Đôi lúc tôi hay tự hỏi rằng một mai đây mình chết có ai buồn không? Có thể nói là các bạn đã biết tới Khoa qua những cái khúc nhạc trẻ, nhưng mà lần này thì có thể nói là một cái pha cách, một cái lột xác khác của Khoa, một cái khúc mang đậm tính chất tự sự hơn. Để hoàn thành cái khúc này thì cảm xúc nó tới rất là bất chợt và Khoa đã hoàn thành nó chỉ trong vòng khoảng 20 phút thôi. Giá như ở đâu đó người đợi lắng nghe tôi kể. Vẫn là một Quang Dũng lịch lãm và sang trọng, nhưng với Những Gì Còn Lại, ca sĩ Quang Dũng đã mang một không gian âm nhạc mới hơn, trẻ hơn và gần gũi hơn với thị hiếu của khán giả. Chỉ ước có ai đợi tôi, vỗ về ôm tôi mỗi... Những Gì Còn Lại nó không có đặt vấn đề vui hay là buồn, nhưng nó mang một cái triết lý với đời sống, trân trọng những cái điều mà chúng ta dành cho nhau, trân trọng về tình cảm, về tình yêu, về gia đình, bạn bè. Hy vọng rằng thông điệp đó được chia sẻ với tất cả những người yêu âm nhạc. Con nghĩ những cái gì mà đơn giản thì chắc chắn là sẽ dễ dàng chạm vào cảm xúc của người khác hơn.